Ừ, xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái đồng hồ đo độ dày của hãng Peacock Modern là PG-20G ha. Lộ này thì có cái bàn đá kèm theo luôn nha ha. Cái bàn đá gắn cái đồng hồ sơ lên ha. Đó, như chúng ta thấy ở đây là lộ điện tử. Cái lộ này thì có cái khoảng đo từ 0 đến 13 mm, độ chia là 0.01 mm ha. Đó, cái này cái lực đo của nó thì nó khoảng tầm 0.196 cộng trừ 0.038 N ha. Đó, cái này là cái con tắc bô này nó là phi 5 ha. Đó. Cái này là một cái loại mà nó theo cái tiêu chuẩn JICA 6250A ha. Đó. Này được sản xuất tại Nhật Bản ha. Đó. Cái này thì đo cũng rất là đơn giản này. Ở đây ta chúng ta có cái nấm chúng ta xoay lên xoay xuống thôi ha. Pin thì đi theo máy kèm theo đó. Chúng ta chỉ việc mở on off cái nút này ha. Đó. Rồi chúng ta sau đó chúng ta đo thôi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.